Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Trấn Thành tiết lộ món quà sinh nhật khiến Harry Won cười tươi rói kèm lời hứa đặc biệt. Đúng là cô vợ được cưng nhất vì biết rồi. Sau 3 năm chính thức về chung một nhà, Harry Won và Trấn Thành đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Là một trong những cặp đôi đình đám và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Vì thế, những bí mật đời tư của cả hai luôn khiến dân tình tò mò và quan tâm. Đặc biệt mới đây, Trấn Thành hào hứng chia sẻ hình ảnh Harry Won cười tươi rói đầy hạnh phúc khi được anh tặng hoa nhân ngày sinh nhật. Trên Facebook anh viết, hắn đã nhận hoa và rất vui, happy birthday bà xã. Giờ dẫn nhau đi du lịch nha. Có ông xã chiều chuộng thế này, Harry Won hẳn rất hạnh phúc đây. Thời gian qua, Trấn Thành rất khó chịu vào bếp nấu ăn tẩm bổ cho bà xã. Đây cũng là một trong những lý do làm nảy sinh ý kiến cho rằng Harry Won không biết cách chia sẻ với chồng. Nam MC chiều vợ tới mức không cho bà xã nhúng tay vào việc gì, lại còn thường xuyên dẫn cô đi du lịch shopping. Có thể nói, sau khi lấy Trấn Thành, Harry Won trở thành người phụ nữ số hưởng nhất showbiz. Phải công nhận rằng Trấn Thành quá cưng chiều Harry Won. Ngày sinh nhật tặng quà chưa đủ, phải thuê hẳn villa mời cả bạn bè đi nghỉ dưỡng cùng. Đón sinh nhật tuổi 35, Harry Won hạnh phúc khi được đông đảo fan hâm mộ tổ chức tiệc hoành tráng. Đã vậy còn nhận được rất nhiều quà từ bạn bè và đồng nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, món quà vừa mang tính vật chất và tinh thần của Trấn Thành dành cho cô mới ý nghĩa hơn cả. Để tổ chức sinh nhật cho vợ, Trấn Thành đã thuê hẳn một villa sang chảnh, mời đông đảo bạn bè tới chung vui cùng. Khi bước vào villa, tất cả mọi người đều trầm trồ vì không gian quá rộng và đẹp. Có bể bơi và view ra biển rất thơ mộng. Đặc biệt, căn phòng của vợ chồng Harry Won được trang trí rất tỉ mỉ. Bóng bay được trang trí quanh giường. Phía trên mền được xếp chữ bằng cánh hoa hồng, giống như giường tân hôn luôn. Bên cạnh đó, bồn tắm cũng được thả rất nhiều hoa. Harry Won nhìn thấy không kìm lòng được, phải rủ Trấn Thành vào tắm ngay. Tối ngày 20 tháng 6 trước đó, Harry Won bất ngờ được các fan tổ chức sinh nhật sớm 2 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Để dành cho nữ ca sĩ nhiều niềm vui dịp đặc biệt, rất đông người hâm mộ đã không ngại dành thời gian sắp xếp công việc để trang trí và tặng cho cô những món quà ý nghĩa. Dù đã được chuẩn bị trong thời gian ngắn, fan club của Harry Won vẫn dành sự chăm chút tỉ mỉ cho không gian buổi tiệc. Với sắc hồng chủ đạo, căn phòng gồm nến hoa bóng bay và các bức ảnh kỷ niệm được treo khắp nơi. Trong sự kiện, Harry Won bày tỏ sự xúc động trước món quà bất ngờ dành cho mình. Bên cạnh hoa và bánh, nữ ca sĩ còn được mọi người cùng nhau hát mừng trong ngày đặc biệt. Dù không phải là lần đầu đón nhận những điều bất ngờ thế này, nhưng thực sự cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Tôi cảm ơn tất cả vì đã cho tôi một kỷ niệm không bao giờ quên được, cô chia sẻ. Giọng ca Hương Đêm Bay Xa sau đó đã chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ. Để tạo không khí sôi nổi cho buổi tiệc, một số fan tổ chức các trò chơi và thử thách thần tượng mình với những câu hỏi khó hóc búa. Trong đó, một fan hâm mộ đã kỳ công làm một video dành tặng cho cô, cùng với những chia sẻ tình cảm, khiến nữ ca sĩ nghẹn ngào. Harry Won sau đó đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Chưa bao giờ nhận được lời chúc mừng sinh nhật mà mặt buồn đơ, nước mắt rưng rưng như vậy. Ngay dưới bài đăng, nhiều bạn bè khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Harry Won. Các nghệ sĩ như Tiến Luật, Trịnh Thăng Bình dành lời chúc tốt đẹp mừng đồng nghiệp bước sang tuổi mới. 7 năm theo đuổi chặng đường nghệ thuật là khoảng thời gian tươi đẹp của Harry. Bên cạnh những nỗ lực bền bỉ với nghề, bước đường của cô còn có sự đồng hành không thể thiếu của ekip, bạn bè và đặc biệt là hàng ngàn fan hâm mộ. Harry Won chia sẻ, cô may mắn khi bên cạnh luôn có những con người đồng hành cổ vũ hết mình. Đó là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà cô khó lòng đền đáp được hết. Nữ ca sĩ quan niệm rằng bản thân không hề có khái niệm thần tượng và fan, bởi từ lâu đã xem mọi người như người thân trong gia đình. Trước đó, Harry Won đã rủ ông xã Trấn Thành cùng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm nhân dịp bước sang tuổi mới. Cặp đôi sau 4 năm bên nhau vẫn giành được sự ngưỡng mộ của mọi người bởi chuyện tình đẹp. Harry Won nói cô thực sự hạnh phúc khi cuộc sống hiện tại tương đối tròn đầy. Vừa có tổ ấm hạnh phúc, sự nghiệp ổn định cùng sự song hành của những người thân đã gắn bó cùng cô qua bao nhiêu năm. Harry Won hiện trở lại với các dự án game show và ca hát sau dịch.
Trong nửa cuối năm 2020, cô nỗ lực cùng ekip có thể kịp cho ra mắt các dự án cá nhân. Ngoài ra, nữ ca sĩ cùng chồng cũng ấp ủ một talk show riêng dành cho gia đình.